làm nhân viên, làm công chức. Và thứ hai, chúng ta phải làm nghề trong gia đình. Đó là chúng ta phải làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm dâu, làm rể, làm ông, làm bà, làm con, làm cháu, làm anh, chị em. Và những nghề này đều phải học. Nếu không học thì sẽ không thể làm đúng và làm tốt được. Làm một người cha đúng, một người mẹ đúng không hề dễ dàng. Làm một người thầy, làm một người vợ, người chồng đúng không hề dễ dàng. Làm một người con, một người cháu đúng không hề dễ dàng. Như thế nào là một đứa con đúng, một đứa con tốt? Làm nghề làm con dễ hay khó các bạn? Khó. Vậy thì một người con tốt, một người con ngon lành, một đứa con như thế nào? Có bao giờ chúng ta, hiện nay rất nhiều người ở đây đang ngồi đây đang làm con, chúng ta có bao giờ định nghĩa một người làm con như thế nào là tốt không? Hay là cứ làm đuổi thôi, chúng chả biết tốt thì sao? Một người làm con tốt là người như thế nào ạ? Một người làm con tốt là một cái người mà báo hiếu với cha mẹ nhiều nhất. Và một người báo hiếu với cha mẹ nhiều nhất là người như thế nào? Là cái người luôn luôn biết tặng quà cho ba má. Và trong tất cả những món quà mà mình có thể tặng cho ba má trong cuộc đời này thì món quà nào là giá trị nhất? Theo tôi, trong cuộc đời này chúng ta có vô số thứ để tặng cho ba má, mà trong đó có hai món quà lớn nhất mà chúng ta nên tặng và phải tặng. Món quà thứ nhất, nó hãy tặng cho ba má một đứa con tử tế. Trên đời này, những người làm cha ngày này chẳng có ai, họ chẳng có gì hạnh phúc hơn là mình có những đứa con tử tế. Thì hãy trở thành một đứa con tử tế, thì đó là món quà lớn nhất mình dành cho ba mẹ. Món quà thứ hai, đó là sau này lớn lên lập gia lập thất, thì nếu mình lấy vợ lấy chồng, thì nếu mà là các bạn là con trai mà lấy vợ, thì hãy tặng cho ba má một đứa con gái mà họ không cần phải đẻ. Và nếu các bạn là con gái thì hãy tặng cho ba má mình một thằng con trai mà không cần phải đẻ. Bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta phải chọn một người chồng tốt, một gia đình tốt cho ba má. Tức là người ta hay nói câu là dâu là con, rể là khách. Và câu này rất là bậy bạ. Dâu là con nhưng rể cũng là con. Lâu nay tại sao nhiều gia đình người ta trọng nam khinh nữ? Bởi vì họ cho rằng là đẻ con gái là con người ta là bất, đẻ con trai thì lời, tức là không bất con trai mà được thêm một cô con gái. Nhưng đẻ con gái là bất toi luôn. Nhưng mà chúng ta sẽ sao không nghĩ ngược lại? Nếu như đẻ con gái thì không những không mất đi một đứa con gái mà lại còn được thêm một thằng con trai mà không phải đẻ, không phải nuôi, không cần phải dạy, sướng muốn chết luôn. Đó, thì chúng ta phải biết tặng quà cho ba má. Còn ngoài ra, ngoài hai món quà này lớn này ra thì những món quà nhỏ nhỏ khác thì tính sau. Ví dụ như lâu lâu tặng cho ba má một ít tiền mua bánh giò, hoặc là lâu lâu cho ba má tiền mua cà rem hay gì đó để khác. Thì như mỗi điều kiện là còn có răng để ăn kia. Cho nên là mình biết món quà nào là